Cường Thốt Nước Sóc Trăng thì hôm nay trở lại thì Cường sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như là cái quan cảnh như các anh em các nhà ở tại miền Tây như thế nào nha. Thì mấy ngày cũng đột phá xong rồi các bạn, thì hôm nay Cường cũng chia sẻ cho các bạn cũng như là ngày khởi công thì anh em cũng bận rất nhiều, thì cũng lại làm gì có vài người thôi các bạn. Thì mình cũng quay sơ lược cho các bạn thấy cái cảnh mình xuống móng như thế nào, thì mời các bạn theo video của Cường nha. Hello chào các bạn, thì hôm nay thì cũng tới ngày khởi công rồi các bạn. Đây là cái mặt bằng xung quanh đây các bạn. Thì bây giờ thì Cường sẽ chia sẻ cho các bạn như mà cảnh các anh em các nhà ở miền Tây như thế nào nha các bạn. Thì mời các bạn xem video của Cường nha. Đó các bạn thấy không? Thế thì cũng có anh đang đục bê tông các bạn. Rất đẹp các bạn ơi. Đây mấy cái móng sáng giờ nó mới đào nè các bạn. Công đoạn hả? Được luôn, cái này là nổi hết. Thì các bạn đây là cái cột hiện trạng thì đang chỉnh sửa xong rồi mới đưa lên. Đây chủ bên đây thì đang đào móng nha. Nãy đục cái đó chưa tới các bạn. Bác mày chở đi. Bác đây nè. Nhà thấp lụng kìa. Ủa nhà cao vậy mà mạch nước không vậy ta? Làm nhà có mạch nước là ngon à. Có xong chứ đây là có nước chưa? Ừ, nó mạch nước á. Phá vỡ đào móng luôn.
ơi, nó sợ mình nó nghỉ rồi. Hồi đó đụng tay đâu nổi đâu, phải mua cây này 2 triệu nè. 2 triệu chứ làm mấy chục triệu rồi đó. Giờ đâu có sức đâu mà đụng cái kia. Đây anh chị, đây bữa nay thợ lại đào móng xuống nền nè các bạn. Để công đoạn làm xuống mấy cái dàn móng các bạn. Móng này cũng nước nhiều quá. Chú đào hơi cực chứ phải có nước rất khó làm. À đúng rồi, cái móng này nó dính cái móng nhà ta. Đây là mấy cái móng nhà sau nè. Chính chưa? Nhà này lớn quá các bạn ơi. Thấy cái gì xuống trước đi rồi ha, thấy rồi. Bây giờ nó uống sữa bột, sữa bịch. Cháu ngoại tôi bây giờ 4 tuổi giờ còn uống sữa nữa kìa. Còn một à, con lắm, ngọc lắm, ngọc lắm, ngọc lắm. Ở lâm le đó mình trộn hồ đá đổ lên luôn, rồi khi mà nó có cái hồ bọt của xi măng hồ đá đó nó lọt dưới luôn à.
là chỗ đá là xuống nó dòng khô người ta lớn à. Thôi không chim chim dĩ được rồi, không cần liền đâu, chim dĩ thôi, chim mình đi xuống được cho nó lúng á. Rồi nữa là đưa cái cột lên. Nữa cái mình đổ màu đồ đá cái là nó chèn vô luôn. Cho cái chân nó gì đi về đây trước rồi bắt đầu đi theo xuôi này này nè. Rồi rồi đứng đúng rồi, gì đi cũng được. Đúng rồi. Rồi dựng lên rồi. Cha tiếp dịnh ẩm đây các bạn, đây là cái cảnh mình tiếp cộng. Đây trước rồi không? Không lấy theo mẫu đó, tại nãy đóng cái cột mình lấy căng dây thôi. Thao bê tông với hồ tô luôn nè, rồi cho nó 4 phần đi, tại đổ ra 2 phần là đổ 2 phần xây tô, 2 phần nó vừa. Nó chai có chừa 4 phần đó, chừa 4 phần tại vì mình đổ chừa đổ hở 4 phần đó, từ bức tường này ra 4 phần nè, tại dán đổ hai bê tông 2 tấc chứ hở dán 2 tấc nữa. Được rồi, lấy bút khỏi nhẹ nhẹ là để hai ông lão đổ bê tông là đuối lắm á. Rồi video mà chia sẻ cũng như là các mấy anh thợ xuống khởi công nhà cấp 4 thì cũng đã kết thúc rồi các bạn. Thì Cường sẽ hẹn mời các bạn xem cái video tiếp theo. Thì nhà cắt cũng lâu rồi các bạn, thì Cường sẽ quay rất nhiều cái video về các những hình ảnh những anh thợ miền Tây cắt nhà. Thì Cường kết thúc video ở đây các bạn, thì hẹn các bạn video tiếp theo nha.